Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng lấp lánh những gam màu sáng khi nhiều nhóm ngành hàng tăng trưởng ấn tượng. Nổi bật tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đứng ở top cao của cả nước. Điều này khẳng định sự quyết tâm và những chỉ đạo điều hành kịp thời, hợp lý và linh hoạt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh để lại những dấu ấn rõ nét. Nhìn lại dấu ấn nổi bật của công tác đầu tư công năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng đã thực hiện 3 kỳ phóng sự về kết quả năm 2022 và mục tiêu đầu tư công năm 2023. Trong chương trình này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi kỳ 1 của loạt phóng sự này, điểm lại những điểm sáng của công tác đầu tư công năm 2022. Bước vào năm 2022, phát triển kinh tế xã hội được dự báo có nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 và tác động tình hình thế giới, trong nước, nhất là giá các loại hàng hóa thiết yếu tăng cao. Tuy nhiên, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh xác định quyết tâm phục hồi, đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm để bứt phá vươn lên với sự khởi sắc ở hầu hết các ngành lĩnh vực, trong đó giải ngân vốn đầu tư công về đích với điểm sáng ấn tượng. Sở Kế hoạch Đầu tư đã tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra một cái lộ trình cụ thể cho công tác giải ngân, tức là đến 30 tháng 6 thì phải giải ngân đạt 50%. Và đến 30 tháng 9 là phải giải ngân đạt tối thiểu 65% đến 70% và cuối năm là giải ngân hết cái vốn đầu tư công. Và đã kịp thời cùng với các sở ngành làm việc với các chủ đầu tư và các địa phương để mà tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngay từ đầu năm thì ngành kế hoạch đã phân tham mưu ủy ban nhân tỉnh phân bổ hết cái số vốn của năm 2022 được trung ương cũng như là hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đây cái phân bổ vốn mà nó sớm như thế thì nó tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các ngành, các địa phương chủ động trong công tác lập các dự án cũng như là chuẩn bị đầu tư. Năm 2022, tỉnh Lâm Đồng phân bổ vốn trên 5.764 tỷ đồng, cao hơn số vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 474 tỷ đồng. Đến hết tháng 1 năm 2023, đã giải ngân 85,3% kế hoạch, cao hơn mức bình quân cả nước, tỷ lệ đạt 80,6%. Lâm Đồng cũng vận dụng tốt nguồn vốn xổ số kiến thiết của tỉnh với hơn 1.300 tỷ đồng để triển khai các chương trình an sinh xã hội hiệu quả. Đối với việc triển khai vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, hơn 400 tỷ đồng, dù được Trung ương phân bổ giữa năm nhưng tỷ lệ giải ngân cũng đảm bảo kế hoạch. Các ngành địa phương đã bám sát chỉ đạo của tỉnh, xây dựng cụ thể đề án, ban hành cơ chế chính sách, triển khai lồng ghép thực hiện, trong đó tập trung vào các công trình giao thông đường bộ, phát triển nông nghiệp. Có được kết quả này, phải nói rằng xuyên suốt công tác chỉ đạo, Ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiện toàn tổ công tác, thường xuyên bám cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, qua đó kịp thời đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các dự án công trình, nhất là những dự án trọng điểm có tính cấp thiết như cao tốc, đèo Bren, các dự án hồ thủy lợi. Trong quá trình triển khai, nhiều địa phương đã linh động vào cuộc quyết liệt như thành phố Đà Lạt, huyện Di Linh đã trở thành điểm sáng trong giải ngân vốn đầu tư công. Chúng tôi thấy rằng đạt được cái thành tích của năm 2022. Bên cạnh sự chỉ đạo rất là quyết liệt của tỉnh ủy ban tỉnh, của thành ủy, rồi sự chỉ đạo của chính quyền thành phố, nhưng mà quan trọng đó là cái sự đồng thuận người dân và những cái chính sách thành phố đề ra tạo sự cái được sự nhất trí cao, đồng thuận người dân để người dân tham gia hưởng ứng và tập trung lấy nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình để đảm bảo hoàn thành 5 cái công trình trọng điểm này theo đúng cái nghị quyết của đại hội đề ra. Vấn đề thứ hai vẫn là tập trung cho hạ tầng giao thông. Hạ tầng giao thông đặc biệt là hướng về các cái địa bàn nông thôn hoặc là các cái điểm đến các cái khu du lịch. Để bảo đảm tiến độ giải ngân theo đúng thì theo đúng kế hoạch đề ra thì về phía ban cũng đã xây dựng kế hoạch bảng tiến độ chi tiết cũng như là yêu cầu nhà thầu thi công là phải xây dựng được bảng tiến độ để làm sao hàng tuần, hàng tháng thì trên cơ sở bảng tiến độ của nhà thầu thì sẽ tiến hành kiểm tra đôn đốc. Rồi cũng như là cái đơn vị tư vấn giám sát thiết kế phải bám sát hiện trường để mà làm sao quá trình thi công vừa bảo đảm tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng. Tỉnh Lâm Đồng luôn thể hiện quan điểm việc đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực để phát triển trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp. Tỉnh đã tích cực huy động nguồn lực từ khối tư nhân gắn với nguồn vốn đầu tư công để tạo nguồn lực kết hợp thực hiện kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt năm 2022, bám sát mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, Lâm Đồng rất đáng tự hào và có thể coi như kỳ tích với một tỉnh Tây Nguyên khi hoàn thiện thủ tục để chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Bảo Lộc - Liên Khương, trong tương lai sẽ mở ra sự phát triển mới đồng bộ kết nối giao thông các tỉnh thành trong khu vực.
Chúng tôi cho rằng một trong những cái điểm nhấn đầu tư đó là chúng ta hình thành được cái tuyến cao tốc Tân Phú Liên Khương là cả một cái quá trình vận động, quá trình phản biện rất kiên trì của lãnh đạo tỉnh qua nhiều thời kỳ. Ý tưởng và mong muốn thì chúng ta có từ các cái nhiệm kỳ trước, nhưng để hiện thực hóa được cái mong muốn là nó một cái quá trình bền bỉ kiên định và đòi hỏi cái sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh và các sở ngành liên quan để Lâm Đồng chúng ta phát triển tương xứng để cái logistics rồi cái vận chuyển an toàn, đặc biệt là rút ngắn được thời gian về vật chất, về tiêu hao nhiên liệu để hàng của Lâm Đồng cung ứng ở các cái tỉnh bạn kể cả xuất khẩu. Kỳ vọng cho làn sóng đầu tư mới, phát huy tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, những thành tựu đạt được của nền kinh tế là dấu ấn ấn tượng của tỉnh. Do đó thúc đẩy đầu tư, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là đòn bẩy trong biểu đồ kinh tế. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhận diện rõ vấn đề này trong năm 2023 để tiếp tục đổi mới tư duy, xác định tầm nhìn theo đúng chủ trương, hành động, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tiếp tục khẳng định là địa phương đứng ở top cao của cả nước về giải ngân vốn đầu tư trong năm nay. Trong kỳ 2, phóng sự tiếp tục phản ánh mục tiêu, giải pháp đầu tư công năm 2023 của Lâm Đồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.